chúc ngày chủ nhật đây là lên thăm chị khách hàng của mình ở bên là chị Tiên ở bên dự án Sài Gòn Gateway. Đây là cái căn 65m2, đây là căn hộ 65m2. Thì cái thiết kế cái nhà của căn 65m2 là hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh. Mình sẽ có cái hệ thống khóa là khóa mã số, thẻ từ và khóa cơ luôn. Dạ. Cửa này là cửa chống cháy. Rồi. Hiện tại thì chị cũng đã làm cái nội thất tương đối là cơ bản thôi, bởi vì chủ yếu là gia chủ đây thì không có chủ ở mà chủ để cho thuê nhiều hơn, nên là chị ở tại một thời gian thôi. Đây tủ bếp dưới, tủ bếp trên. Một số cái nội thất thì cũng tương đối là đơn giản. Thì đây, mình vào đây trước rồi mình ra kia. Đây là vệ sinh chung. Đây là chị đang trồng nấm này, rất là đẹp. Chị đang trồng nấm này. Đó. Nếu mà mình thích làm cái vách tắm, mình để mình tắm thì mình làm thêm một cái vách tắm đứng nữa. Đó. Tại vì ở đây thì có thêm một cái phòng ngủ đấy, nhưng mà chủ nhà đang để trống. Dạ, tại vì chị ở có mình thôi. Đây là cái phòng ngủ master. Phòng ngủ master thì cũng có một cái nhà vệ sinh ở trong như thế này, rất là rộng rãi. Vệ sinh này tương đối là rộng ạ. Dạ. Rất là rộng rãi. Rồi. Cửa này là cửa nhựa. Cửa nhựa nhưng mà nó lại là vân gỗ nên là nhìn nó giống gỗ thật, rất là đẹp. Dạ. Còn đây là khu vực phòng ngủ. Cũng đã làm tủ đàng hoàng, đèn đây. Phòng này thì nó rất đẹp bởi vì là nó có hai cái view ra khu vực hồ bơi, ra khu vực xa lộ Hà Nội, mình nhìn được tuyến metro luôn. Dạ. Đây là cái view của phòng ngủ. Còn mình ra ngoài ban công thì cũng có cái view y chang như này luôn. Để kéo cái rèm vào. Chắc không. Đây. Đây là cái view của cái bar, cái view của khách. Thì ở đây rất là vui. Ở đây bây giờ là chuẩn bị 11 giờ trưa rồi. Mà ở dưới này thì vẫn có người bơi tập luyện với có người học bơi luôn. Mình view trực diện ra xa lộ Hà Nội và nhìn tuyến metro luôn. View rất là đẹp. Thoáng mát, đặc biệt cái hướng này á, buổi sáng với lại buổi chiều thì gió rất là mát luôn. Và theo như chị chủ nhà ở đây chia sẻ thì ở đây rất là vui và được thư giãn á. Giống như ví dụ như là mình không làm gì cả, có thể là mình đi bơi thì mình xuống dưới. Còn nếu mình không bơi thì mình cũng có thể ngắm được cư dân ở đây. Hoặc là buổi sáng ra thì mọi người sẽ tập thể dục ở xung quanh này. Kia có cái khu vực máy tập thể dục này. Rồi các bạn nhỏ vẫn đang tập bơi kìa. Rồi cái khu vực khu vui chơi của trẻ em này. Đó. Thì mọi người cư dân ở đây là hoạt động suốt từ sáng 5 giờ sáng cho đến cỡ khoảng 9 giờ tối. Và ở đây có cái hệ thống shop house thì cũng có mini mart, rồi có cafe Bình Minh là cũng là khách hàng của Lan luôn á. Các anh chị đến ghé đến đây thì nhớ vào cafe Bình Minh uống cà phê ha. Mấy hôm nữa mà cái tuyến metro này nó mà lên á thì mình sẽ được ngắm metro chạy rất là đẹp. Và thêm nữa là cái căn hộ ở đây của mình là vị trí mặt tiền đường rất là thuận tiện, nên là chắc chắn là nó sẽ còn những cái tiềm năng tăng giá nữa. Ví dụ như mình có gọi xe thì xe taxi họ đi vào cũng rất là tiện luôn. Cái đường ở trước mặt mình ở sát phía trong ngay trước cửa là đường song hành, nên mình sẽ được đi hai chiều, cũng thuận tiện nữa. Rồi ở cái đường xa lộ Hà Nội này thì nó ở khu vực này, nó là khu vực trên cao nên nó không bao giờ mà nó có bị ngập nước đâu. Chưa bao giờ mà Lan đi ở cái khu vực này mấy năm rồi là không bao giờ thấy bị ngập nước cả. Rồi mình muốn ăn chơi mua sắm thì mình chạy sang phía bên kia của Thủ Đức là rất nhiều nhà hàng luôn, đối diện mình nhìn thấy nhà hàng kìa. Rồi ngã tư Thủ Đức ngay đây mình đi bộ lên cũng được, cách khoảng 500m có Co-op, rồi có Vincom quận 9, Vincom Thủ Đức, cực kỳ thuận tiện luôn. Dạ. Anh chị và các bạn mà có muốn tham khảo dự án Sài Gòn Gateway để thuê để ở hay là mua lại thì cứ liên hệ với Lan Đoàn theo số điện thoại 0936 952636 hoặc 0946072678. Mua lại căn hộ ở đây thì mình có thể vay ngân hàng nữa, Lan hỗ trợ luôn cái phần vay ngân hàng.